Không thể thiếu những thông tin cập nhật về thời tiết trong buổi sáng. Không biết là tình hình tại khu vực Nam Bộ thì đến khi nào mới giảm mưa vậy chị Hồng Quyên? Dạ, xin chào quý vị khán giả. Khả năng là từ ngày 30 tháng 7 trở đi thì mưa mới có xu hướng giảm dần ở khu vực Nam Bộ. Còn trước đó thì mưa vẫn xuất hiện nhiều và cục bộ còn có nơi mưa to. Cụ thể như là ngày hôm nay, mưa xuất hiện ở nhiều nơi và gần như là bao phủ hầu khắp ở khu vực Nam Bộ. Mưa vừa và mưa to thì tập trung chủ yếu vẫn là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tương ứng với những nơi có màu xanh lá trên bản đồ như thế này. Trong mưa dông thì cần đề phòng với lốc sét, gió giật mạnh và cả tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp và khu vực đô thị. Mưa kéo dài, sốt xuất huyết dễ bùng phát và lây lan nhanh. Bà con cần chú ý các biện pháp phòng tránh như là để kín các vật dụng trữ nước sinh hoạt hay là loại bỏ phế thải có thể đọng nước. Và đồng thời hãy ngủ mùng kể cả là ban ngày. Mặc quần áo dài tay, dùng cả bình xịt mũi hay là kem xua mũi và vợt bắt mũi. Còn về nền nhiệt độ, ở khu vực Nam Bộ, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Châu Đốc, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Biên Hòa hay là Phước Long và cộng với các tỉnh thành khác, mức nhiệt phổ biến trong ngưỡng là từ 29 cho tới 32 độ C. Còn đối với thành phố Phú Quốc thì trong ngày hôm nay từ trưa cho tới tối, mưa cũng sẽ xuất hiện, có lúc còn có mưa vừa và mưa to, kèm theo đó là dông sét và gió giật mạnh. Còn trước đó thì trời vẫn có những khoảng nắng đang xen cùng với mây, mức nhiệt trong ngày không vượt quá ngưỡng là 29 độ C. Chuyển sang thời tiết biển. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho tới Cà Mau và Cà Mau Kiên Giang bao gồm cả Nam Du, Thổ Chu và Phú Quốc. Ngày hôm nay thì có mưa dông, trong cơn dông tiềm ẩn với gió giật mạnh và lốc xoáy nguy hiểm.